Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường đấu tranh với các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 3.500 đối tượng, trong đó đã khẩn trương điều tra, khám phá nhanh, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đây là thông tin từ Bộ Công an về đợt ra quân trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 của Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát huy kết quả đạt được từ cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Đã phát hiện xử lý hơn 145.000 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tước hơn 31.000 giấy phép lái xe, phát hiện hơn 36.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 366 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có chất ma túy. Trên lĩnh vực đấu tranh với tín dụng đen, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt 103 vụ, 191 đối tượng, triệt phá 38 cơ sở hoạt động tín dụng đen, đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan tín dụng đen. Theo Bộ Công an, do có sự chủ động phòng ngừa trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nên phạm pháp hình sự đã được kiềm chế rõ rệt, giảm 8,75% so với 15 ngày trước cao điểm. Đấu tranh có hiệu quả và kéo giảm nhiều loại tội phạm, trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật, tín dụng đen. Để đảm bảo an ninh trật tự, bình yên để nhân dân được vui xuân đón Tết trong an toàn, lành mạnh, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, trong đó chú trọng vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, đã phát hiện xử lý 189 vụ, 288 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 167 khẩu súng, hơn 20.000 viên đạn và hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại. Phát hiện gần 600 vụ, 875 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 11 tấn pháo nổ. Sau 15 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 11 chuyên án, bắt 38 đối tượng chuyên hành nghề cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt và cướp tài sản, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phòng PC02 đã triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ, kết hợp nguồn tin từ quần chúng nhân dân, phá nhiều vụ án. Điển hình, ngày 31 tháng 12 năm 2023, Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1984, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã tới trụ sở phòng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đầu thú vì liên quan đến tín dụng đen. Cường cho biết, bản thân chuyên cho vay nặng lãi ở khu vực thành phố Thủ Đức với mức lãi suất 480% một năm và thu lợi hàng trăm triệu đồng từ năm 2021 tới nay. Gần đây, do lực lượng công an truy xét, giáp, Cường lo sợ sẽ bị bắt nên bỏ trốn. Thời gian này, Cường sống trong tâm lý lo sợ. Dưới sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, Cường đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong số các chuyên án được triệt phá, có băng nhóm là người ở các tỉnh phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh để hành nghề tín dụng đen. Phần lớn các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và sẵn sàng dùng hàng nóng để trấn áp, uy hiếp người vay tiền, người thân và bạn bè của con nợ yêu cầu trả nợ. Trong ngày 15 tháng 12 năm 2023, phòng PC02 đã triệt phá 3 băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong đó có nhóm của Nguyễn Kim Kỳ, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Hơn 10 đối tượng trong nhóm này phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75% một tháng, tương đương 900% một năm. Ngoài những băng nhóm trên, còn có những người là nhân viên tín dụng của các ngân hàng, kế toán của trường mầm non cũng tham gia cấu kết với đối tượng phạm tội để cho người dân vay tiền. Cụ thể, Văn Thị Thanh Đào là kế toán trường mầm non vì ham lợi nên đã cho ông T vay tiền với lãi suất 1.440% một năm. Khi ông T không có tiền trả,
Đào tìm tới nhà ông Tê đe dọa đòi nợ. Thậm chí, Đào còn chặn đường đánh lấy tài sản của ông Tê để buộc ông trả nợ. Hay trường hợp vợ chồng Ngô Đại Thắng, Nguyễn Như Hà đều là nhân viên tín dụng của ngân hàng, bị bắt về tội cho vay lãi nặng. Cả hai làm việc ở ngân hàng, thấy có nhiều khách hàng cần đáo hạn nên đứng ra cho khách vay với lãi suất 180% một năm, thu lợi 5 tỷ đồng. Mới đây, công an bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Yến và Tiêu Trần Quốc Huy về tội cho vay nặng lãi. Yến vốn là nhân viên tín dụng của ngân hàng, biết bà Hát chủ doanh nghiệp đang cần tiền đáo hạn nên Yến cùng Huy cho bà Hát vay tiền với lãi suất 1.800% một năm, thu lợi 3 tỷ đồng. Với địa hình tiếp giáp với nhiều tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Việc phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật tài sản, nhất là cướp ngân hàng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm trộm cắp luôn được công an thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết, tội phạm xâm phạm tài sản, nhất là tội phạm đường phố như cướp, cướp giật diễn biến phức tạp. Do đó, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo PC02 làm chủ công, thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh. Qua đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 10 tổ tuần tra, 363 tuần tra không có giờ nghỉ với mục tiêu đánh mạnh, đánh trúng vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm cắt cầu, giảm cung. Ngoài ra, PC02 sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị để phòng ngừa tối đa, mang lại sự bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Nhắc lại về vụ nhóm đối tượng dùng súng cướp gần 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank, huyện Hóc Môn, Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức mời toàn bộ ngân hàng trên địa bàn thành phố đến để hội ý, đưa ra các giải pháp để ngăn chặn. Qua đó, các đơn vị thống nhất đưa ra giải pháp là các ngân hàng lắp camera nhận dạng. Đồng thời, khi người dân đến giao dịch, phía ngân hàng yêu cầu tất cả người dân phải cởi khẩu trang, mũ, áo khoác trước khi vào quầy giao dịch. Bên cạnh đó, công an cũng xây dựng các biện pháp nghiệp vụ tổng thể để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng. Với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Trung tá Nguyễn Thành Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không giao dịch, cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho bất cứ số điện thoại người lạ nào. Bên cạnh việc triệt phá các băng nhóm và đối tượng cho vay lãi nặng, phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên truyền tới người dân về việc tham gia tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là tín dụng đen trong đời sống xã hội. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là dịp nhiều người tăng cường mua sắm, chuyển tiền hoặc tìm kiếm việc làm thêm. Đây cũng là cơ hội để những kẻ lừa đảo tung ra những chiêu lừa hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc thông tin cá nhân của những người nhẹ dạ cả tin. Các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào lòng tham thường gặp là giới thiệu việc nhẹ lương cao để lừa đảo mua bán người, thanh toán đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng 10% đến 15%, thông báo trúng thưởng và yêu cầu đóng phí nhận thưởng, giả Việt Kiều gửi quà, gửi tiền và yêu cầu đóng phí để nhận, giả danh nhân viên điện lực thông báo hoàn trả phần tiền điện tính sai, giả mạo tuyển thí sinh, chủ yếu là phụ nữ, tham gia lễ hội áo dài Xuân Giáp Thìn 2024, giả nhân viên dụ dỗ đầu tư chứng khoán trực tuyến. Tội phạm nhắm vào sự mất bình tĩnh của người dân như giả công an, tòa án, viện kiểm sát, gọi điện yêu cầu hợp tác điều tra để được hỗ trợ chạy án, tránh mất tài sản, giả giáo viên gọi điện yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu con em bị tai nạn, gọi điện khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao. Tội phạm nhắm vào sự thiếu hiểu biết, giả công an gọi điện hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử, giả nhân viên nhà mạng điện thoại gọi điện hỗ trợ nâng cấp SIM nhằm chiếm đoạt SIM, tài khoản mạng xã hội, nhắn tin mượn tiền, lừa đảo thông qua giả giọng, ghép mặt, deepfake, gọi điện mượn tiền, lừa đảo thông qua dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook bị hack. Tội phạm nhắm vào người tìm việc, gọi điện giả làm doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tuyển dụng việc làm để lừa đảo người xin việc, mạo danh nghệ sĩ nổi tiếng để lừa đảo, giả mạo luật sư, chuyên gia và cam kết hỗ trợ lấy lại tiền cho những người dân bị lừa. Giả nhân viên ngân hàng tiếp cận khách hàng, chào mời dịch vụ thẻ tín dụng, hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ tín dụng hoặc hoàn phí tham gia bảo hiểm nhưng thực chất là lừa đảo. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, mỗi người dân cần luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và thường xuyên theo dõi các khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay với công an biết để kịp thời vào cuộc xác minh xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.